Giá cà phê hôm nay, ngày 25 tháng 7, hồi hộp chờ phép họp nâng lãi suất USD. Giá cà phê hôm nay, ngày 25 tháng 7, trong khoảng 42.100 đến 42.600 đồng mỗi kg. Trước cuộc họp cuối tháng của phép, thị trường trầm lắng, thiếu động lực. Nhiều khả năng phép sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong vài ngày tới. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.100 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga. Đắk Lắk giá cà phê hôm nay ở mức 42.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Đắk Lắk, Buôn Hồ, Đắk Lắk giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.500 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.500 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 42.400 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.500 đồng mỗi kg. Chư Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.400 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 42.500 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay giữ ổn định so với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 giảm 11 USD tấn ở mức 1987 USD mỗi tấn giao tháng 11 năm 2022 giảm 10 USD tấn ở mức 1980 từ USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 giảm 2,3 cent tổ ba ở mức 215,85 cent tổ ba, giao tháng 11 năm 2022 giảm 2,2 cent tổ ba ở mức 211,75 cent tổ ba. Tổng kết tuần này, Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9 năm 2022 tăng 64 USD mỗi tấn. Giá cà phê Arabica giao tháng 9 năm 2022 tăng 16,5 cent qua. Cùng đà tăng của Robusta, giá cà phê trong nước tuần qua thêm 1.000 đến 1.100 đồng mỗi kg. Hiện tỷ giá đồng USD vẫn là yếu tố ảnh hưởng mạnh trên thị trường. Trong cuộc thăm dò tiến hành từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 7, có 98 trong số 102 chuyên gia kinh tế dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào cuối cuộc họp ngày 26 đến ngày 27 tháng 7 lên khoảng 2,25 đến 2,5 phần trăm. Các chuyên gia còn lại dự báo Fed tăng 100 điểm cơ bản. Trong hai phiên cuối tuần trước, thị trường cà phê quay đầu giảm, nguyên nhân do thiếu vắng nhà đầu tư, thị trường giao dịch buồn tẻ với khối lượng thấp, tất cả đang chờ đợi kết quả cuộc họp của Fed. Hiện nay lạm phát đang bao trùm châu Âu đây lại là thị trường tiêu thụ chính của cà phê. Theo các chuyên gia, hiện, cà phê nhân từ Việt Nam đa phần là Robusta có chất lượng thấp, việc cạnh tranh về giá rẻ không còn phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người dân châu Âu, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam cần đầu tư sản xuất Arabica chất lượng cao từ những vùng trồng quy mô nhỏ hơn, có khả năng quản trị tốt hơn, có khả năng truy xuất và phát triển bền vững hơn. Đồng thời tích cực chủ động xây dựng và phát triển quan hệ bạn hàng với các tập đoàn phân phối lớn đặc biệt, chủ động được công nghệ bảo quản và vận chuyển nông sản bằng đường biển, sử dụng tốt chính sách tín dụng ưu đãi và dịch vụ đánh giá, xác minh tín nhiệm của khách hàng của các ngân hàng Anh. Giá tiêu hôm nay ngày 25 tháng 7, cao nhất 74.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh 2.000 đồng mỗi kg, hiện giá tiêu trong nước giao động quanh mốc 70.000 đến 74.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tiếp tục đạt tăng với mức tăng 2.000 đồng mỗi kg ở các vùng trồng trọng điểm. Hiện giá tiêu trong nước đã lấy lại mốc 74.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đến 72.500 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 70.500 đến 71.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Đắk Lắc, Đắc Nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.000 đến 70.500 đồng mỗi kg, tăng 1.500 đến 2.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 73.500 đến 74.000 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg, còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 72.000 đến 72.500 đồng mỗi kg, tăng 2.000 đồng mỗi kg. Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp với mức tăng mạnh 2.000 đồng mỗi kg mỗi phiên. Sau hai phiên điều chỉnh, giá tiêu đã tăng mạnh 4.000 đồng mỗi kg. Nguyên nhân một phần được cho giá USD hạ nhiệt, xăng dầu giảm đã khiến các thị trường hàng hóa bớt gánh nặng và khởi sắc hơn. Theo tổng kết của diễn đàn Hồ Tiêu Quốc tế, thị trường tuần này tiếp tục cho thấy phản ứng trái chiều, tuy nhiên diễn biến đã không giống giai đoạn trước. Cụ thể, Tuần này chỉ tiêu trắng của Trung Quốc được báo cáo giảm, còn lại đều xu hướng tích cực. Từ vài năm trở lại đây, nông dân các tỉnh vùng Tây Nguyên, Quảng Trị đã chuyển sang trồng tiêu hữu cơ, tiêu hữu cơ sản xuất ra đến đâu được các doanh nghiệp thu mua đến đó. Lợi ích kinh tế từ trồng tiêu hữu cơ cao hơn so với cách trồng truyền thống, tuy nhiên, trồng tiêu hữu cơ vất vả hơn nhiều so với sản xuất truyền thống, tiêu hữu cơ phải mất 3 năm mới có thu hoạch trong khi trồng theo phương thức truyền thống chỉ mất 2 năm. Trên thị trường thế giới, sau khi có xu hướng giảm trong hai tuần qua, giá tiêu Ấn Độ đã ổn định trong tuần này, giá tiêu Indonesia cũng đã có dấu hiệu tích cực do khan hàng và thương lái khó thu mua, trong khi đó cộng đồng hồ tiêu quốc tế vẫn niêm ít giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam ổn định từ đầu tháng. Theo đó, tiêu đen xuất khẩu loại 500g l ở mức 3.650 USD mỗi tấn, loại 550g l ở mức 3.900 USD mỗi tấn, tiêu trắng 5.700 USD mỗi tấn. Hiện giá tiêu xô đen đã phân loại trên sàn Kochi, Ấn Độ, giá giao ngay đạt 6.502 USD mỗi tấn.